Ai cũng muốn một năm khởi sắc, nhưng mấy ai biết cách lên hương? Vì mùi hương là khởi đầu để bạn khởi thành công của riêng mình. Cho phong thái dẫn đầu, vững vàng từ tận gốc. Triệu hồi phong độ, sẵn sàng dẫn thân vào thử thách. Tự tin tiến bước, khẳng định chức đàn ông. Lên hương lưu dấu ấn để khởi đầu cho mọi thành công sắp tới. Tết này, nếu muốn đời khởi sắc, hãy biết cách lên hương. Romano lên hương khởi thành công.